Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Bá Tùng. Trong cái video hôm nay thì mình xin chia sẻ cho anh em một trong những cái lý do khiến cho anh em chạy quảng cáo thất bại, khiến cho anh em chạy quảng cáo không thể nào hiệu quả được. Đó là gì? Đó là cái yếu tố mà anh em tập trung quá nhiều vào cái vấn đề kỹ thuật chạy quảng cáo. Mình có gặp được rất rất nhiều câu hỏi của anh em, ví dụ như sau. Thứ nhất, kiểu như là em bán giày thể thao thì em nên target cái gì, em bán bất động sản thì target như thế nào cho hợp lý, bán thời trang thì target như nào. Đấy là cái câu hỏi số 1. Cái câu hỏi số 2 là nên chạy 131, 133, 151 hay 111. Cái câu hỏi số 3 đó là gì? Nên chạy ngân sách chiến dịch hay ngân sách nhóm? Các bạn nhìn, ngân chạy ngân sách chiến dịch hay ngân sách nhóm, hay những câu hỏi đại loại như là lên set cam vào thời gian nào, có lên set cam vào lúc 0 giờ đêm, hoặc vân vân và mây mây. Tất cả những cái yếu tố đó, tất cả những cái câu hỏi đó, nó là những câu hỏi sẽ không bao giờ giúp bạn chạy quảng cáo hiệu quả được. Các bạn hãy nhớ, những câu hỏi đó là những câu hỏi không bao giờ giúp bạn chạy quảng cáo hiệu quả được. Vậy để chạy quảng cáo hiệu quả được thì chúng ta cần phải biết rõ ràng cái sự hiệu quả nó nằm ở đâu, và chúng ta cần phải biết chính xác cái mục đích khi chúng ta chạy quảng cáo là gì. Bạn muốn chạy quảng cáo để bán được hàng, để bán được hàng có lợi nhuận, đúng không nào? Vậy yếu tố nào ở đây? Thứ nhất, yếu tố nào để giúp cho bạn bán được hàng là cái đầu tiên. Cái yếu tố tiếp theo đó là yếu tố nào để giúp cho bạn bán được hàng có lợi nhuận là cái yếu tố số 2. Hãy tập trung vào xây dựng các tuyến nội dung, các nội dung quảng cáo, các tuyến nội dung quảng cáo, thậm chí có rất rất nhiều bài chỉ phục vụ để cho một mục đích là quảng cáo bán được hàng, chứ không phải là bạn cố gắng học cách xét quảng cáo ra làm sao, học cách chạy quảng cáo theo công thức nào. Các bạn hình dung nào, nó không phải là như vậy. Và mọi việc các bạn cần làm phải tập trung vào nội dung quảng cáo. Và nội dung quảng cáo để giúp các bạn bán được hàng ở đây đó là gì? Các bạn phải luôn luôn nhớ một cái keyword, đó là gì ạ? Là cái sản phẩm mà các bạn đang định bán đó, thì các bạn phải nhớ cái sản phẩm đó có cái tác dụng như thế nào, có cái tác dụng gì dành cho khách hàng của các bạn. Đấy là cái đầu tiên. Cái điểm số 2 đó là gì ạ? Là bạn, chính bạn chứ không phải là sản phẩm. Dịch vụ của bạn có điểm gì khác biệt, độc đáo để cho khách hàng lựa chọn bạn để mua hàng, chứ không phải là sản phẩm. Và cái số 3 đó là gì ạ? Đó là ngày hôm nay bạn cần phải thay đổi câu hỏi. Bạn cần phải thay đổi câu hỏi để giúp cho bạn có những đáp án phù hợp, chứ không phải là những đáp án đúng. Bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm nay bạn hỏi một câu, ví dụ như là chạy quảng cáo, ta chạy quảng cáo bán giày thể thao thì ta ghét cái gì, đúng nào? Có thể bạn sẽ tìm ra cái câu trả lời đó là ta ghét vào những người thích chơi thể thao chẳng hạn, đối tượng trẻ chẳng hạn, thích mua sắm online chẳng hạn, đúng không nào? Đó là những target, nó đều đúng các bạn ạ, nó đều đúng, nhưng nó sẽ không bao giờ giúp cho bạn chạy quảng cáo hiệu quả được, và cũng không bao giờ giúp cho bạn có lợi nhuận được, bởi vì nó đúng với những cái gì suy nghĩ bạn nghĩ, còn nó không đúng với cái điều khách hàng của bạn mong muốn. Vậy phải tập trung vào cái việc là thay đổi câu hỏi, và khi các bạn đặt được câu hỏi nó đúng, câu hỏi nó mở, thì các bạn sẽ tìm ra được đáp án nó phù hợp. Và đáp án đó nó sẽ phù hợp vào ngày hôm nay, nhưng ngày mai nó sẽ không phù hợp nữa. Các bạn hình dung không nào? Ngày hôm nay phù hợp, nhưng ngày mai chưa chắc nó đã còn phải phù hợp nữa. Vậy nên mình phải luôn luôn đặt câu hỏi và tìm ra những phương án đúng, và luôn luôn nhớ rằng tập trung vào mục tiêu cuối cùng của mình, đó là lợi nhuận, chứ đừng cố gắng tập trung vào giá mét, cố gắng vào tập trung vào kỹ thuật quảng cáo, cố gắng tập trung vào bất kỳ điều gì khác. Hãy tập trung vào lợi nhuận. Và khi bạn tập trung vào lợi nhuận thì bạn sẽ biết cách tìm ra các cái cách, và bạn sẽ biết cách tìm ra các cái giải pháp, các cái con đường dành riêng cho chính mình, chứ không phải đặt những câu hỏi đóng nữa, đó là target gì, chạy 131 hay 151, chạy quảng cáo cái này cái kia còn ổn không. Các bạn hình dung là đó là ba cái yếu tố mà các bạn cần chú ý đến để giúp cho các bạn chạy quảng cáo hiệu quả. Hy vọng rằng video này có thể giúp cho các bạn thay đổi được tư duy hiện tại của các bạn. Hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn có một cái
giải pháp mới, có một cái góc nhìn mới, có một cách làm mới cho công việc hiện tại của bạn để các bạn có thể chạy quảng cáo hiệu quả hơn, được không nào? Hãy nhớ tập trung vào cái mục đích cuối cùng mình muốn. Còn cách làm cách nào cũng được, cách nào cũng đúng, nhưng miễn sao nó cứ đạt được cái lợi nhuận như các bạn đề ra là các bạn chạy quảng cáo hiệu quả. Còn đừng cố gắng quá quan tâm vào tiểu tiết. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn và chia sẻ tiếp theo. Nếu thấy video này hay và có ích cho bạn, hãy cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ. Bấm đăng ký kênh các bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.